Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện lệnh truy nã của tác giả Huỳnh Mã Thành. Đình Duy có một chút vấn đề về sức khỏe cho nên là hai ngày hôm trước thì chúng ta chưa có tập 5 của lệnh truy nã. Nhưng hôm nay thì Đình Duy đã gửi tới quý vị khán thính giả tập cuối cùng của tác phẩm truyện này rồi. Và sau khi kết thúc tác phẩm lệnh truy nã này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tác phẩm khác hay và hấp dẫn hơn nữa. Và không để mất thêm thời gian của quý vị, của các bạn, ngay sau đây chúng ta đến với tập 5 lệnh truy nã qua giọng đọc Đình Duy. Với những tiết lộ của Điều Bá Kim về Thái Sa Lem, Việt Hùng và Võ Hoàng kịp thời chấn chỉnh lại kế hoạch điều tra và phương pháp truy tìm thủ phạm. Các trinh sát lại tung ra mọi hướng, đặc biệt là các địa chỉ mà Điều Bá Kim cung cấp. Mọi biện pháp nghiệp vụ được áp dụng triệt để. Mạng lưới công an răng ra khá rộng để sẵn sàng tóm Thái Sa Lem bất cứ lúc nào nếu hắn xuất đầu lộ diện. Ở các địa điểm mà Điều Bá Kim cung cấp, phần lớn là các nhà giàu, thành phần tư sản dân tộc có các máu mặt ở Sài Gòn chợ lớn, lúc nào cũng có bóng các trinh sát theo dõi từ xa, tưởng chừng như một con muỗi cũng không thoát. Vậy mà Thái Sa Lem vẫn biệt tăm hơi. Lâu lắm Việt Hùng và Võ Hoàng mới có dịp trở lại cà phê Grivel. Ngày chưa giải phóng, lúc còn hoạt động bí mật tại Sài Gòn, có lúc Việt Hùng và Võ Hoàng phải làm khách bất đắc dĩ của quán cà phê cửa kính sang trọng này khi bị truy lùng, hoặc chạy vào đây để tránh lựu đạn cay của bọn cảnh sát ngụy ném vào sinh viên biểu tình. Sáng hôm nay, đường phố thật đẹp, quán cũng đông khách như thường ngày. Võ Hoàng và Việt Hùng chọn trước bàn trong góc khuất, nhưng thuận tiện quan sát cả hai phía đường, nhất là bên phía đường Đồng Khởi. Thời tiết cuối năm gây lạnh, dãy phố trước mắt với những cờ hiệu nhấp nháy đèn, những chiếc lá chết cuối mùa rơi trong sáng sớm, bay qua ánh đèn, trao lượn như những con chim sẻ thoáng qua trước khi nằm im dưới hè đường. Thời tiết đẹp quá phải không Võ Hoàng? Việt Hùng nói với giọng xúc động. Phải nói là quá đẹp. Võ Hoàng châm thuốc hút mà đáp. Thời tiết này mà đi chơi với người yêu thì tuyệt. Trong khi đó chúng ta lại phải đi bàn chuyện bắt tên cướp Thái Sa Lem. Võ Hoàng mỉm cười. Biết làm sao được. Chính những tên cướp như Thái Sa Lem đã làm cho thời tiết thành phố chúng ta mất đẹp đi ít nhiều vì những vụ phá rối của hắn. Theo anh hiện Thái Sa Lem ở đâu? Ở chỗ ở của hắn. Việt Hùng mỉm cười trả lời câu hỏi của Võ Hoàng. Một câu trả lời rất nghề nghiệp. Theo cậu Thái Sa Lem đang lẩn trốn ở đâu? Trong mấy ngày qua, đích thân tôi và tôi cũng đã tung một trinh sát đi lùng sục khắp các trại giam để tìm Thái Sa Lem. Tôi nghi anh chàng láo cá này chát chúng ta. Trong khi chúng ta răng bẫy bắt hắn thì hắn đang nằm còng queo trong một trại giam nào đó với cái tên tầm bậy tầm bạ nào đó. Và thế là chúng ta tìm chết bỏ thôi. Việt Hùng cười. Cũng là sáng kiến hay, nhưng có kết quả gì chưa? Hiện tại thì chưa, nhưng tôi tin là sẽ có kết quả khả quan. Bởi kinh nghiệm cho thấy, những tên anh chị trong giới giang hồ thường tránh mạng lưới công an răng ra để tóm cổ hắn. Liệu tình hình không ổn, hắn tìm cách chui vào trại giam để trốn bằng cách tự nguyện bị bắt vì một tội danh làng nhàng nào đó, như là ăn cắp vặt chẳng hạn, với một cái tên chẳng ai nghi ngờ, để trốn chúng ta một thời gian, chờ qua cơn bí cực rồi thì lại sổ lồng ra, gây án tiếp. Suy luận như vậy cũng có lý đấy, nhưng tôi nghĩ Thái Sa Lem không làm như vậy. Nếu không thì chỉ có nước vượt biên trốn ra nước ngoài mới thoát được chúng ta mà thôi. Hắn cũng chưa vượt biên được. Công việc của hắn ở đây còn nhiều, còn rối. Hắn phải lo giải quyết, dàn xếp chứ. Hay hắn chui vào một xó xỉnh nào đó để trốn, làm kẻ ẩn giật. Võ Hoàng cười. Có thể khi chúng ta đang điên đầu với hắn thì hắn lại ung dung. Hàng ngày vắt cần câu đi câu cá rô ở một miền quê hẻo lánh nào đó cũng nên. Với lệnh truy nã đã phan đi như vậy, tôi nghĩ Thái Sa Lem sẽ không trốn được lâu đâu. Cho dù là hắn có vác cần câu, giả dạng thường dân đi câu cá rô như cậu nói cũng vậy. Rồi, tai mắt chúng ta ở khắp nơi mà. Quân chúng rồi cũng sẽ phát hiện ra hắn thôi. Chúng ta cứ ngồi đây mà suy luận, trong khi thời gian đã trôi qua, thời gian không dừng lại chờ chúng ta đâu. Mới hôm qua đây, đồng chí Trịnh Thanh đã nhắc nhở chúng ta rồi đó. Không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Bẫy đã răng ra rồi, chúng ta chỉ còn chờ đợi thôi. Cậu hiểu một điều, có khi cá không xa bẫy, nhưng vì nước đục cá phải trồi lên cho chúng ta thộp cổ thôi. Việt Hùng châm một điếu thuốc, anh ngồi ngả người trên nệm ghế, nhà khói một cách thú vị, vừa hỏi Võ Hoàng. Mấy hôm nay cậu có gặp Thiên Lý không? Tôi vẫn thường xuyên, tối nào cũng uống cà phê ở quán của nàng, tôi ghiền cà phê mất. Ghiền rượu mới sợ, chứ ghiền cà phê không sao. Cái ghiền nào cũng đáng sợ hết ông ơi. Việt Hùng bỗng nói một cách nghiêm túc. Có thể sẽ có tin tức đặc biệt từ Thiên Lý đấy. Anh tin như vậy hả?
Tin chứ. Và tôi cũng đang chờ đợi nữa là khác. Thiên Lý là một đầu mối rất quan trọng mà Thái Sa Lem không thể nào cho qua được. Còn Thủy Tiên, tôi nghĩ Thủy Tiên bây giờ chỉ còn là một hình bóng đầy kỷ niệm đối với Thái Sa Lem mà thôi. Và kỷ niệm dù vui dù buồn, người ta có lúc muốn nhớ mà có lúc cũng sẵn sàng muốn quên đi. Việt Hùng ví von. Võ Hoàng cười. Vậy theo anh, Thái Sa Lem muốn quên hay muốn nhớ cái hình ảnh kỷ niệm ấy? Biết Võ Hoàng chơi khăm mình, vì hơn ai hết Võ Hoàng hiểu rõ chuyện Việt Hùng đã cứu Thủy Tiên trên biển Vũng Tàu dạo nọ. Việt Hùng cười cười. Thái Sa Lem muốn quên lắm, nhưng đôi khi cũng vẫn cứ nhớ. Trả lời như vậy, được chưa ông bạn? Một câu trả lời rất khôn. Võ Hoàng cũng cười cười hái mắt với Việt Hùng. Nhân tiện cũng hỏi luôn, anh có thường ghé thăm bà Lệ Hải và Thủy Tiên không? Ghé mỗi ngày, hai mẹ con đã sống vui vẻ. Có lần bà Lệ Hải và Thủy Tiên đi chơi phố nữa, như vậy vấn đề coi như đã được giải quyết. Riêng phần Thủy Tiên, cô ấy vẫn tụng kinh. Tôi nghĩ tương lai chắc cô ấy sẽ tu tại gia quá. Tu làm sao được mà tu? Võ Hoàng cười lớn, nụ cười đầy ẩn ý. Bỗng người phục vụ quen thuộc đi tới ghé sát vào tai Việt Hùng nói gì đó. Và anh bật dậy tiến về trước máy điện thoại để trên quầy thu tiền. Người nói chuyện trong điện thoại với Việt Hùng là nữ ký giả Thiên Lý. Alo, anh có thể tới ngay nhà em trong vòng 10 phút nữa không? Có việc gì thế? Có một việc quan trọng. Có cần Võ Hoàng đi theo tôi hay tôi cứ việc đi một mình? Việt Hùng cười ý nhị. Tùy anh thôi, nhưng đây là chuyện nghiêm túc, rất quan trọng, anh đừng đùa. Nói sơ qua điện thoại được không? Sáng sớm đã có một đàn ông từ đâu đó không biết gọi điện thoại tới cho em. Từ bên kia máy điện thoại chứ ở đâu nữa? Việt Hùng cười. Thôi kể tiếp đi. Hắn hẹn em. Đúng 10 giờ sẽ tới nhà để gặp em. Hắn tự xưng là người của Thái Sa Lem. Em sợ quá, canh có tới bảo vệ cho Thiên Lý không? Việt Hùng suy nghĩ rất nhanh, một phương án đã hiện ra trong đầu. Anh nói ngay. Tôi thấy không cần phải bảo vệ nữ ký giả đâu. Cứ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra và chúng tôi sẽ không tới nhà trong lúc người đàn ông kia có mặt đâu. Vậy thì chết em rồi. Anh ác quá vậy. Không có gì Thiên Lý phải sợ hãi. Tôi đảm bảo là gã đàn ông kia tới với mục đích tốt. Thiên Lý có thể tự nhiên tiếp anh ta. Chúng tôi sẽ có người theo dõi hắn ngay từ bây giờ và sẽ bảo vệ cho Thiên Lý từ xa. Được chưa? Rồi, bao giờ các anh tới? Ngay sau khi người khách lạ phương xa từ giã Thiên Lý. Nhớ nha, sao em run quá. Việt Hùng cúp máy. Ngay sau khi các đàn ông đi xe Honda nữ màu đỏ rời khỏi nhà Thiên Lý, đã có hai trinh sát đèo nhau bằng Honda 67 đuổi theo phía sau hắn. Còn Việt Hùng và Võ Hoàng từ một sạp bán sách báo phía bên kia đường tiến về phía nhà Thiên Lý. Việt Hùng nói ngay khi vừa ngồi xuống ghế. Thấy chưa? Chúng tôi là những người có uy tín, đúng hẹn, không sai một giây. Thiên Lý như vẫn còn sợ hãi, cô chỉ ra phía cửa. Hắn vừa ra khỏi nhà đó, canh có thấy hắn không? Chúng tôi thấy hắn từ khi hắn chơi tới đây lận. Võ Hoàng cười. Hai anh uống gì? Trời ơi, em hồi hộp quá. Cà phê như mọi khi. Một lúc sau, hai tách cà phê phin được đặt trước mặt Võ Hoàng và Việt Hùng. Hắn nói với em những gì? Võ Hoàng hỏi. Anh đoán thử xem. Mời em đi chơi tối nay phải không? Đừng có đùa, chuyện quan trọng lắm chứ bộ. Vậy em nói đi. Hỏi đố anh làm gì? Hắn được Thái Sa Lem cử làm đại diện về thành phố liên lạc với em. Để làm gì? Móc nối em vào tổ chức chứ làm gì? Hay lắm. Việt Hùng tán thưởng ngay. Và em trả lời hắn ra sao? Võ Hoàng hỏi. Em nhận lời chứ còn sao nữa? Cô rất thông minh. Việt Hùng lại khen. Rồi em sẽ làm gì đây? Làm bất cứ việc gì. Tổ chức phân công. Việt Hùng nháy mắt cười. Và báo cho chúng tôi biết tất cả những hoạt động của Thái Sa Lem và đồng bọn. Hắn có cho biết Thái Sa Lem hiện giờ ở đâu không? Thiên Lý đáp. Hắn không nói rõ, nhưng hình như Thái Sa Lem vẫn đang ở một căn nhà trong vùng kinh tế mới Tân Uyên, tỉnh Sông Bé. Thái Sa Lem rút về đó ẩn thân, đồng thời bí mật chỉ đạo qua đường dây giao liên đối với các nhóm phản động ở tại Sài Gòn. Gã đàn ông kia có gặp mặt Thái Sa Lem không? Không, hắn liên lạc với Thái Sa Lem qua một người đàn bà khác ở chỗ hẹn không cố định. Tốt rồi. Việt Hùng uống hết tách cà phê, anh chép miệng khen. Hôm nay Thiên Lý pha cà phê ngon tuyệt, nhưng rất tiếc chúng tôi không ở đây chơi lâu được. Võ Hoàng hiểu ý, cũng vội uống hết cà phê của mình và cả hai đứng lên từ giã Thiên Lý. Có gì mới Thiên Lý cứ báo qua điện thoại cho tôi, hoặc Võ Hoàng biết gấp nhé. Thôi, cảm ơn nữ ký giả đã cho uống cà phê ngon. Việt Hùng và Võ Hoàng tiến về phía chiếc Datsun màu trắng đậu bên lề đường, cách nhà Thiên Lý chừng 50 mét. Trong lúc lái xe về trụ sở, Việt Hùng bàn với Võ Hoàng kế hoạch bắt Thái Sa Lem tại Tân Uyên. Bao giờ? Võ Hoàng hỏi. Nội sáng ngày mai. Gã đàn ông được Thái Sa Lem cử về gặp Thiên Lý đã thay đổi phương tiện di chuyển. Hắn không đi Honda nữa mà thay xe Vespa màu xám bạc. Từ hôm qua tới nay hắn khôn khéo lượn quanh thị trấn Tân Uyên để xem cái đuôi nào bám theo hắn không.
Việt Hùng và Võ Hoàng đâu ngây thơ đến độ để cho hắn nhận ra điều ấy. Việt Hùng sau khi làm việc với công an Tân Uyên, gửi luôn chiếc Daihatsu lại đó và mượn một chiếc Jeep đồn giả làm người đi săn đường rừng để bám theo gã đàn ông kia. Cuối cùng hắn bỏ đường quốc lộ, rẽ vào một con đường làng đất đỏ. Hai bên đều có những rặng tre tầm vông. Đi khoảng hơn một cây số, hắn dừng xe lại trước một căn chòi lợp bằng rơm, phía sau đó là dãy bắp. Phía sau đó nữa là cánh rừng bạt ngàn. Việt Hùng làm bộ ngần ngừ trước con đường phủ đầy bụi đỏ một lúc rồi tấp xe vào theo. Xin lỗi, anh cho tôi hỏi thăm. Hỏi gì? Gã đàn ông tỏ vẻ bực bội, không muốn bị quấy rầy. Việt Hùng cười cười gãi đầu. À, dạ, chúng tôi đi săn lần đầu, không biết đường, anh có thể chỉ dùng chỗ đi săn được không? Các anh săn gì? Dạ, động con gì làm con đó, chúng tôi săn tài tử mà. Ngó bộ dáng của mấy anh tôi cũng đoán ra rồi, săn tài tử nên mới hỏi thăm đường tùm lum. Dạ, anh làm ơn chỉ dùm, có dịp may bắn được nhiều thú rừng, đi qua đây chúng tôi ghé, mình làm thịt nhậu chơi. Thôi cảm ơn. Gã đàn ông hờ hững đáp mà đưa tay chỉ, các anh chờ tới trước chừng 50 mét. Có con đường xe be đi bên tay trái, quẹo vào đó là cứ thế đi sâu vào rừng. Dạ, rất cảm ơn anh. Việt Hùng cười, khoát tay thành một cử chỉ như chào người đàn ông và nhấn ga cho chiếc Jeep vọt tới. Đúng như gã đàn ông chỉ dẫn, bên trái có một con đường đất đỏ đầy dấu xe. Việt Hùng quẹo vào, chạy được một khoảng ngắn. Việt Hùng dừng xe lại. Quái quỷ, hắn quẹo ở một nơi kín đáo thật, nếu không bám theo, có trời mà biết ở chỗ này. Việt Hùng thở ra một hơi rồi nói với Võ Hoàng. Đúng là một cuộc hẹn lịch sử. Võ Hoàng phụ họa bằng một câu nói và nụ cười. Bây giờ xuống xe, đẩy khuất vào trong này một chút, chúng ta tìm cách đi ngược trở ra bằng đường rừng. Phải khéo léo, đừng để bất cứ một người nào phát hiện. Chúng ta sẽ ẩn từ sau dãy bắc, và mọi chuyện sẽ bắt đầu khi Thái Gia Lem xuất hiện. Được chứ, Võ Hoàng? Đồng ý. Đạn lên nòng. Việt Hùng nói khẽ và anh cho tay vào bụng bấm nhẹ cơ bấm khẩu P-38 xinh xắn giống dưới lớp áo sơ mi dày. Võ Hoàng cũng lên đạn khẩu K-59 của mình rồi nhét vào thắt lưng. Cả hai cắt rừng đi ngược trở ra chỗ căn chòi lợp rơm lúc nãy. Nằm mặt mình trong dãy bắp, phía trước mặt có một lùm cây thấp nên Việt Hùng và Võ Hoàng không sợ gã đàn ông thấy, nhưng lại rất lo cho chủ của dãy bắp phát hiện. Võ Hoàng cười. Nếu chẳng may tôi và anh bị chủ dãy bắp bắt bị tội rình về trộm bắp thì ế mặt. Tôi vẫn chưa sợ bằng nếu chủ dãy bắp có nuôi một con chó, hai đứa mình bị chó phát hiện sủa inh ỏi thì có mà to như công dã tràng. Rất may, hôm nay có lẽ người chủ dãy bắp làm biếng nên không tới để canh chừng, nên Võ Hoàng và Việt Hùng yên trí. Việt Hùng thích thú được nằm dưới lớp cỏ mềm, anh hít mũi người mùi thơm của bắp non mới kết hạt. Cái mùi thơm lạ lùng giống như sữa, có lẽ toát lên tận nơi những sợi râu bắp màu nâu đỏ, rồi trộn lẫn vào không gian xung quanh. Cái mùi thơm đồng nội lạ lùng quá, cứ ở mãi trong thành phố chúng ta không biết điều thú vị này. Võ Hoàng cũng đang mê liệm đi trước mùi thơm lạ lùng mà lâu lắm rồi anh mới tình cờ gặp được. Thuở nhỏ ở quê nàng, Võ Hoàng cũng đã từng cùng những đứa bạn ngỗ nghịch trốn học chui vào dãy bắp của người ta, rình bè bắp, rồi chất rơm nướng ăn. Ôi những trái bắp của thời nhỏ dại, nướng lửa rơm cháy đen vỏ sao mà vừa ngon vừa bùi, thơm lừng mũi. Đang tả hồn về những kỷ niệm của một thời tuổi nhỏ ở quê nàng, bỗng Việt Hùng bấm nhẹ vào cánh tay của Võ Hoàng ra hiệu. Trên con đường đất đỏ trước mặt, từ phía bên tay trái có một cặp vợ chồng nhà quê đang chờ nhau trên chiếc xe đạp cũ mềm đang chạy tới. Không dừng ngay lại trước căn chòi mà cặp vợ chồng này chạy luôn, được một khoảng xa mới quay xe lại. Đúng như dự đoán của Việt Hùng, hai người dừng lại trước căn chòi có người đàn ông đang đứng đợi với vẻ nôn nóng. Nhìn xem, coi có phải là Thái Sa Lem không? Hắn hóa trang khéo quá. Võ Hoàng sau một lúc chăm chú nhìn về phía căn chòi nói, coi cái cách hút thuốc của hắn ta kìa. Đúng như Võ Hoàng xác nhận, tuy hóa trang rất khéo, ăn mặc kiểu nông dân, đội chiếc nón nỉ cũ sùm sụp che mặt, nhưng cái cách ngậm điếu thuốc chếch bên khóe môi thì Thái Gia Lem không thể giấu được. Chính thói quen này đã hại hắn. Việt Hùng ra hiệu và cả hai người cùng đứng lên, đi lom khom lách qua những bụi bắp cao quá đầu người để tiến tới phía sau căn chòi. Giữa lúc Việt Hùng và Võ Hoàng yên trí không ai phát hiện ra, bỗng người đàn bà giao liên của Thái Sa Lem sang trái đi xuống dãy bắp. Chị ta quan sát xung quanh, định ngồi xuống nhưng rồi chị lại đứng lên, đi đến nơi khác. Võ Hoàng và Việt Hùng hết hồn vội nằm nguyên xuống đám cỏ. Việt Hùng và Võ Hoàng đoán biết được công chuyện của chị, cố nín cười, chờ cho người đàn bà làm xong cái nhiệm vụ và chị ta đi trở lên trời. Việt Hùng và Võ Hoàng mới lồm cồm ngồi dậy áp sát căn trời. Thái Sa Lem và gã đàn ông sau một lúc nói chuyện tào lao, đề phòng sự theo dõi, đã bắt đầu đi vào câu chuyện. Thiên Lý đã đồng ý gia nhập tổ chức. Mới đây, cô ta từ chối quyết liệt, nhưng mà tôi đã thuyết phục được. Tốt lắm, nhưng cũng phải dài dặt một thời gian để thử thách.
Anh có thấy một điểm nào nghi ngờ không? Không. Anh có bị theo dõi không? Không. Tốt lắm, tôi tin ở sự khéo léo và kinh nghiệm của anh, nhưng cũng phải dè dặt. Hút thuốc. Thái Salem thưởng cho đàn em một điếu thuốc Salem và hắn tự thưởng cho mình một điếu. Vẫn cái cách hút thuốc ngậm chếch một bên khóe môi, châm lửa bằng quẹt gym điệu nghệ. Gã đàn ông cũng có một địa bộ giống hệt Thái Salem. Điều này làm cho hắn hài lòng. Thái Salem thích thú, nhếch mép cười. Việt Hùng đưa mắt ra hiệu, Võ Hoàng lao vào từ phía bên trái. Cùng lúc từ bên phải, Việt Hùng cũng lao vào căn tròi. Người đàn bà ngồi ngay trước cửa vội thét lên: "Cậu Thái!" Thái Salem và gã đàn ông phản ứng rất nhanh, nhưng chỉ kịp rút súng ra nửa chừng, Võ Hoàng và Việt Hùng đã lao tới, đá văng súng của cả hai tên. Mỗi người một đối thủ. Một trận quần thảo kịch liệt diễn ra trong căn tròi nhỏ. Mặc dù có thể rút súng ra uy hiếp bắt ngay Thái Salem, nhưng Võ Hoàng và Việt Hùng đã hội ý không chơi khi chưa thật cần thiết, nhất là nếu bắt êm thì càng tốt. Bởi thế nên 10 phút sau, bằng những thế võ cận chiến đầy kinh nghiệm, Võ Hoàng và Việt Hùng mới khuất phục được Thái Salem và gã đàn ông. Riêng người đàn bà thừa lúc lộn xộn, chị ta đã lấy xe đạp rông mất. Thái Salem và gã đàn ông bị còng tay lại, cả hai lùi thủi đi theo Việt Hùng và Võ Hoàng cắt rừng trở lại chỗ chiếc xe Jeep đang đậu. Thái Salem, anh không ngờ gặp chúng tôi ở đây phải không? Võ Hoàng hỏi. Thật bất ngờ. Cuộc tái ngộ nào cũng bất ngờ như vậy, nhưng đầy thú vị phải không? Thái Salem phun nửa điếu thuốc Salem xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên. Võ Hoàng đẩy hắn lên xe Jeep, Việt Hùng mở máy. 10 phút sau, chiếc xe Jeep dừng lại trước căn nhà mà Thái Salem tạm trú. Xét nhà hắn, Võ Hoàng và Việt Hùng tịch thu được bản mật mã và một số tài liệu quan trọng. Ngay sau đó, chiếc xe Jeep quay đầu trở về đường quốc lộ. Trên xe có Thái Salem và gã đàn ông bị còng tay ngồi giữa Võ Hoàng. Trung tá Trịnh Thanh thay mặt ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ Thái Salem theo lời yêu cầu khẩn khoản của hắn. Anh Thái, bây giờ thì anh có thể nói những điều mà anh cần nói với chúng tôi. Trung tá Trịnh Thanh đầy tách nước trà về phía Thái Salem trong phòng hỏi cung, nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Nhưng ông là ai? Tôi chỉ yêu cầu được gặp ban giám đốc thôi, ngoài ra tôi không nói chuyện với ai hết. Việt Hùng ngồi bàn bên cạnh gần giọng. Đồng chí Trịnh Thanh thay mặt ban giám đốc của chúng tôi đang nói chuyện với anh. Thái Salem đưa mắt nhìn đồng chí Trịnh Thanh, không biết hắn suy nghĩ gì. Một lúc sau, hắn gật đầu với thái độ tuân thủ. Anh nói rằng anh cần gặp chúng tôi để khai báo về những điều quan trọng. Theo anh, những điều quan trọng đó là gì? Những việc mà công cần biết, chẳng hạn như tôi có làm việc cho CIA không? Thái Salem nói với thái độ thách thức. Việc đó chúng tôi đã có kết luận. Tiếc tưởng anh không nên thắc mắc. Việc của anh bây giờ là phải khai rõ ràng những gì mà anh thấy cần khai, thế thôi. Thái Salem không ngờ phản ứng của ông cán bộ tóc mối tiêu như vậy. Một phản ứng mà anh không hề chờ đợi. Do đó Thái Salem hơi hoang mang. Hắn vò vò điếu thuốc Salem trong mấy ngón tay mà không đủ bình tĩnh để châm hút. Đồng chí Trịnh Thanh bồi thêm. Thái độ của anh như thế nào sẽ ảnh hưởng đến tội lỗi của anh như thế đấy. Chúng tôi có đủ kiên trì để nghe anh đưa đẩy sự việc. Nhưng điều đó quả thật không tốt. Tôi thấy anh nên thành thật, đừng để mất thì giờ vô ích. Thái Salem trầm ngâm một lúc lâu. Hắn liếc nhìn đồng chí Trịnh Thanh nói. Thưa ông, những lời ông nói chính tôi cũng đã suy nghĩ nát nước trong mấy ngày qua. Bởi vậy tôi mới xin phép cán bộ điều tra xét hỏi xin ở gặp ông. Hắn có vẻ xúc động. Anh cứ tự nhiên nói. Đồng chí Trịnh Thanh khuyến khích hắn. Tôi muốn nói về những công việc tôi đang làm, có dính tới kế hoạch hậu chiến của CIA. Trung tá Trịnh Thanh bật cười. Cả một kế hoạch lận ư? Không, một phần nào thôi. Có liên quan tới nhiệm vụ mà tôi được giao. Thái Salem nói vẻ ngượng ngùng. Tùy anh thôi. Nhưng anh đừng quên, mình bị bắt bởi tội hình sự. Thái Salem là một tên cướp nhưng ngụy trang giữa một hành động chính trị. Anh ta đã dùng chính trị như một chiêu bài để ăn cướp. Anh ta sống lẫn lộn giữa hai trạng thái tâm lý này, nhưng rất chuộng hào quang của tên làm chính trị. Do đó không còn gì đau hơn bị gọi đúng tội danh là một tên cướp của giết người. Trung tá Trịnh Thanh đã nắm tâm lý này, cho nên lời nói của ông ta có giá trị như một lưỡi dao cứa vào lòng tự ái của hắn. Thái Salem cảm thấy bị sỉ nhục. Anh ta bứt rứt ngọ ngoại người trên ghế. Cuối cùng hắn thốt được một câu. Ông đừng quên tôi là một nhà chính trị, một tình báo có trọng trách ở đây. Anh quá tưởng tượng chăng? Trung tá Trịnh Thanh lại bật cười. Và chính điều này đã làm Thái Salem tức lồng lộn. Nhưng anh ta cố ghìm phản ứng của mình lại. Trong khi đó thì Việt Hùng đã hiểu ra rằng anh đang sụp bẫy của Trung tá Trịnh Thanh với ngón đòn khích tướng. Tôi đang là chủ tướng của ba nhóm chính trị đang chống lại các ông. Ít nhất chúng tôi đã gây được một số tiếng vang theo yêu cầu của CIA. Kế hoạch của chúng tôi là phá hoại các ông về nhiều mặt. Điều đó thì đâu có xa lạ gì với chúng tôi. Anh đã nói một chuyện mà chúng tôi đã biết như 2 với 2 là 4. Nhưng có một chuyện mà công có thể chưa biết, đó là chúng tôi có trong tay thực lực. Và để chứng minh cho thực lực của mình, Thái Salem khai rằng hắn ta có 2 thầm vũ khí hiện đang chôn giấu ở miệt nhà bè. Hắn nói ra điều này với vẻ tự đắc.
Trung tá Trịnh Thanh ra hiệu cho Việt Hùng ghi nhận điều này, nhưng đồng chí cũng đánh một đòn thăm dò. Để rồi chúng tôi xem thực hư như thế nào. Từ bây giờ trở đi, có điều gì phải khai báo, anh cứ khai báo hai đồng chí cán bộ có trách nhiệm này. Đó là Võ Hoàng và Việt Hùng. Chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh, và như vậy buổi gặp gỡ với anh hôm nay tới đây là chấm dứt. Đồng chí Việt Hoàng, hãy đưa phạm nhân về trại. Sự chấm dứt bất ngờ của đồng chí Trịnh Thanh làm cho Thái Salem hoang mang. Hắn ngơ ngác ngó theo đồng chí Trịnh Thanh đang bước ra khỏi phòng. Việt Hùng cũng ra hiệu cho Thái Salem đứng lên và đưa hắn về trại giam. Năm hôm sau, trong một cuộc hỏi cung vào buổi chiều, do trời nóng bức và cuộc hỏi cung khá căng thẳng, Việt Hùng cho một trinh sát gọi 3 ly cà phê đá vào phòng để giải khát. Dĩ nhiên Thái Salem cũng được 1 ly. Không ngờ trong lúc lơ đễnh, Thái Salem đã bỏ thuốc mê vào trong 2 ly cà phê đá của Võ Hoàng và Việt Hùng. Thuốc mê dưới dạng bột mà hắn đã lén giấu từ trước. Võ Hoàng và Việt Hùng uống nốt phần cà phê còn lại trong ly, nên mê man trong phòng hỏi cung, ngủ gục luôn tại bàn. Thái Salem đã lén đánh cắp bộ cảnh phục của một đồng chí bảo vệ đang giặt phơi trên hàng rào mặc vào và chuồn êm. Trước khi tẩu thoát, hắn còn mạo gan viết vào tờ giấy khai cung mấy dòng sau đây. Xin tạm biệt hai trinh sát đại tài. Vợ chồng ông Đặng Trần Thường vừa ngủ dậy, chiếc đồng hồ trên tường thong thả điểm 2 tiếng, trong như tiếng chuông ngân. Cả nhà vắng lặng không một tiếng động nào khác ngoài tiếng động của chiếc quạt trần. Giờ này ba đứa con ông đã đi học, dưới bếp chỉ còn một mình bà giúp việc đang lọ mọ dọn dẹp. Ông Đặng Trần Thường đang ngồi ở ghế salon đọc tờ báo ngày hôm nay. Bà Kim Liên vợ ông đang ngồi trang điểm sửa soạn đi Sài Gòn. Ông ta bỗng reo lên. Này, bà, có một tin rất hấp dẫn. Tin gì mà hấp dẫn? Bộ vợ nhỏ bị vợ lớn tạt axit hả? Bà Kim Liên thoa môi đỏ chót vừa cười vừa hỏi lại chồng. Không phải đánh ghen mà là một vụ cướp. Tên cướp dùng súng uy hiếp một người đi đường để cướp xe Honda, bị công an giật bắn gục tại trận. Thế là bọn cướp coi như tới số. Thật là táo tợn, dám cướp giữa ban ngày. Bỗng trước cửa nhà ông Đặng Trần Trường có một chiếc xe Jeep đỗ xịch lại. Trên xe là 3 người mặc đồ công an, trong đó có một người mang quân hàm đại úy. Anh công an lái xe vẫn ngồi yên trên tay lái ở bên ngoài, còn 2 người kia tiến thẳng tới cánh cổng sắt lúc nào cũng im mìm. Sau một hồi chuông, bà giúp việc ra mở cổng. Chúng tôi là công an, có việc cần gặp ông Đặng Trần Thường. Dạ dạ, mời quý ông vào. Bà giúp việc lo lắng đứng nép sang bên cạnh nhường chỗ cho ông đại úy và anh công an kia bước vào. Ông chủ tôi đang ở trong phòng khách. Hai ông công an tiến thẳng về phía phòng khách. Ông Đặng Trần Thường buông tờ báo xuống, chưa kịp hỏi khách là ai, đã thấy hai ông công an đứng ngay trước mặt. Ông ta luống cuống nói. Dạ dạ, mời hai ông cán bộ ngồi. Hình như hai ông bà sửa soạn đi đâu thì phải. Một trong hai ông công an vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn bà Kim Liên đang trang điểm gần đấy hỏi. Dạ, vợ tôi đi chứ tôi không có đi. Hai ông cán bộ gặp tôi chắc có chuyện gì cần. Ông Đặng Trần Thường dè dặt hỏi. Cũng có chút chuyện liên quan tới việc làm ăn của ông. Dạ, tôi đóng thuế đầy đủ cho nhà nước. Không phải chuyện đóng thuế. Vậy là chuyện gì thưa ông cán bộ? Bà Kim Liên nghe nói chuyện làm ăn vội đứng lên đi lại ngồi xuống bên cạnh chồng. Bởi từ bao lâu nay, mọi công chuyện làm ăn của ông Đặng Trần Thường đều có sự tham mưu của vợ. Tuy bà không trực tiếp đứng ra, nhưng gần như chuyện nhỏ chuyện lớn nào ông Đặng Trần Thường đều hỏi ý kiến bà. Trước ngày giải phóng, việc kinh doanh vàng bạc cũng thế. Đặng Trần Thường lo chạy ngoài, bà Kim Liên đứng tên chủ tiệm và điều hành công việc nội bộ. Tiệm vàng Kim Liên nổi tiếng trước ngày giải phóng ở vùng Chợ Lớn, ai cũng đều biết. Và vợ chồng ông Đặng Trần Thường là người giàu hàng thứ 5 trong những người giàu được xếp hạng ở Chợ Lớn trước ngày giải phóng. Sau ngày giải phóng, hai ông bà tiếp tục kinh doanh vàng bạc một thời gian ngắn. Khi có chế độ quản lý của nhà nước về vàng bạc, ông Đặng Trần Thường dẹp tiệm, xoay qua kinh doanh mặt hàng khác. Một thời gian sau, khoảng cuối năm 1976, ông chuyển hẳn sang sản xuất đồ nhựa. Nếu nói về sự giàu có của ông Đặng Trần Thường, có thể sau ngày giải phóng ông ta phất hơn, làm ăn ngon lành hơn và tiền vô như nước. Và tuy ông làm ăn hợp pháp, đóng thuế đàng hoàng, nhưng việc làm ăn nào cũng có một số vấn đề mắc mớ bên trong. Cho nên khi thấy công an tới nhà, ông Đặng Trần Thường không khỏi lo lắng. Bà vợ liền thay đổi ý kiến, không đi Sài Gòn nữa mà ở nhà để hỗ trợ tinh thần cho chồng. Dạ, mời hai ông cán bộ uống nước. Bà giúp việc vừa bưng lên 4 ly nước cam, ông Đặng Trần Thường đẩy về phía hai ông cán bộ 2 ly nước cam ngon lành và một gói thuốc 3 số 5 đã khui bao. Trong nhà, ngoài bà giúp việc còn ai nữa không? Dạ không, mấy đứa con tôi đã đi học, bà Kim Liên nhanh nhẩu trả lời. Vậy càng tốt cho công việc, chúng tôi muốn thương lượng với hai ông bà. Dạ xin ông đại úy cứ nói, bà Kim Liên cười rất điệu, giọng nói rất ngọt ngào. Tôi là đại úy Việt Hùng, từ lâu chúng tôi đã theo dõi việc làm ăn của ông bà và thấy rằng cơ sở sản xuất nhựa dẻo của ông bà có nhiều chỗ sơ hở. Bây giờ để lấp chỗ sơ hở ấy, ông bà đưa cho chúng tôi 100 cây vàng. Bà Kim Liên ngạc nhiên đến há hốc, bà gần như ngất xỉu khi nghe ông cán bộ công an đòi tới 100 cây vàng. Ông Đặng Trần Thường thì bình tĩnh hơn, ông ta gãi đầu nói.
Dạ, chúng tôi cũng biết xài, nhưng 100 cây vàng e nhiều quá chăng? Sợ chúng tôi không có đủ hay là hay ông cán bộ nói chơi? Đúng 100%, không ai hơi đâu đi nói chơi với ông. Ông đại úy công an xưng là Việt Hùng vừa nói vừa móc túi lấy gói thuốc Salem ra, rút một điếu, châm hút và đưa cho lính một điếu. Cả hai không châm thuốc bằng quẹt ga mà châm bằng diêm. Thuốc thì ngậm chếch một bên khóe môi. Ông đại úy cười nói. Trả gói 3 số 5 lại cho ông đó, chúng tôi chỉ hút duy nhất một thứ thuốc Salem. Dạ, ông cán bộ nghĩ lại, chúng tôi độ này làm ăn cũng xuống dốc quá mà. Xuống dốc hay lên đèo gì kệ ông, chúng tôi thấy 100 cây vàng hãy còn ít. Năn nỉ một hồi, chúng tôi tăng lên 150 cây dáng chịu. Trời đất, bà Kim Liên lại kêu lên như sắp ngất. Bà buồn rồn tay chân khi nghĩ tới 100 cây vàng đột nhiên biến mất khỏi két sắt nhà bà. Đâu có được, bà Kim Liên đã quyết định. Bà làm bộ đứng lên đi về phía bàn trang điểm, nhưng thật ra bà đi đến chiếc máy điện thoại đặt trên tủ buffet. Ông Đặng Trần thường hiểu vợ định làm gì. Ông chưa kịp ngăn hành động dại dột của bà thì một tiếng bụp khô khốc cất lên từ bàn tay của ông đại úy công an. Bà Kim Liên ngã vật ra, tay chân cô loạn trong không khí rồi nằm im dưới đất. Ông Đặng Trần Thường kinh khiếp nhào về phía vợ, nhưng bà đã chết. Ông đại úy Việt Hùng đứng lên với nụ cười khinh mạn, điếu thuốc Salem ngậm chếch khóe môi. Ông đại úy tay cầm khẩu Browning cán bạc nhỏ xíu có gắn bộ phận hãm thanh như một thứ đồ chơi, mấy ngón tay giật giật khóe môi nói. Tại bà ấy muốn dẫn với tử thần. Thôi, cha ông không muốn chết như vợ ông đâu, do đó ông hãy lấy chìa khóa tủ sắt, đi với chúng tôi lấy 100 cây vàng để yên chuyện. Đừng làm ồn, mai mốt tha hồ mà cưới vợ bé. Dạ, tôi đâu có khoái vợ bé. Ông Đặng Trần Thường mếu máo nói. Đại úy Việt Hùng dùng mũi giày đá nhẹ vào đít ông Đặng Trần Thường để ông ta đứng lên. Nhét giày vào miệng bà giúp việc đi, rồi nhốt bà trong phòng tắm. Mở bông sen tối đa cho bà tắm một bữa thả dàn. Đại úy Việt Hùng ra lệnh cho lính, anh ta gật đầu đi thẳng xuống bếp. Trong khi đó ông Đặng Trần Thường và đại úy Việt Hùng đi vào buồng ngủ. 2 phút sau, ông Đặng Trần Thường cũng bị nhét rẻ vào miệng và bị nhốt vào nhà tắm như trường hợp của bà giúp việc. Hai ông cán bộ công an ung dung từ trong nhà đi ra. Đại úy Việt Hùng lúc ngồi trên xe còn mân mê cái túi vải nhỏ đựng 100 cây vàng giấu vào trong bụng. Chiếc Jeep nổ máy và trồm lên lao nhanh lên đường. Buổi trưa nắng gay gắt và đường phố vắng vẻ xe cộ. 2 ngày sau, tại thị xã Vĩnh Long, một vụ mạo đột nhập vào nhà một người giàu có nhất trong thị xã để cướp vàng xảy ra tương tự. Công an Vĩnh Long đánh điện lên công an thành phố hỏi tung tích một người đàn ông tự xưng là đại úy Việt Hùng. Đại úy Việt Hùng thứ thiệt trả lời bằng một bức điện khẩn, chúng tôi cũng đang truy bắt tên đó. Dưới ký tên đại úy Việt Hùng. Vũ Hoàng nhìn Việt Hùng cười. Bây giờ tôi mới biết anh ngoài cái nghề công an còn có tài. Thôi đi ông, tôi đang điên đầu vì thằng Thái Salem quỷ tha mà bắt đó, còn đùa làm gì? Không đùa thì chắc khóc quá. Thằng Thái Salem này mà tôi bắt được một lần nữa, chắc tôi phải mầm nát cho vịt tàu nó rỉa mất. Còn tôi thì sẽ móc nó vào neo tàu, thả xuống sông nhà bè câu xấu. Võ Hoàng và Việt Hùng cùng cười. Chính tiếng cười này đã làm không khí bớt căng thẳng trong mấy ngày nay. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong phòng gieo vang. Võ Hoàng cầm ống nghe và anh nói lớn. Alo, tôi, Võ Hoàng, đầu dây, xin lỗi. À, Thiên Lý à? Võ Hoàng háy mắt cho Việt Hùng. À, đang nghe Thiên Lý đây, có gì cứ nói. Sao, em phải đi Thủ Đức à? À, sao gấp vậy? Được rồi, 5 phút nữa anh và Việt Hùng sẽ tới. Võ Hoàng cúp máy và nói với Việt Hùng. Có việc rất gấp, Thiên Lý nhắn tới nhà, cô ấy sẽ đi Thủ Đức. Anh đoán xem chuyện gì? Cha cô ấy tính mời chúng ta đi ăn em Thủ Đức quá. Cả hai nhìn nhau cười và là đật đi lấy xe tới nhà Thiên Lý. Em sắp đi Thủ Đức trong vòng 10 phút nữa nên cần gặp hai anh ngay. Thiên Lý thấy Võ Hoàng và Việt Hùng vừa bước vào liền nói ngay. Khỏi nói, chúng tôi cũng biết Thiên Lý sắp đi chơi xa. Diện ác ôn quá nhỉ? Việt Hùng cười, đang lo muốn chết mà anh còn đùa. Việc gì mà lo? Võ Hoàng hỏi. Thái Salem đã quan hệ móc nối với mấy tên cầm đầu nhen nhóm phản động để phân phát tiền vàng, đồng thời triển khai kế hoạch phá rối trong thời gian tới. Hắn nói với em à? Em biết tên này có một tên đồng bọn của Thái Salem, hắn ta mê em nên không đánh mà khai. Tốt lắm, đây là cơ hội để tóm hắn. Em đi Thủ Đức để gặp bọn chúng phải không? Thái Salem muốn quen bên cạnh hắn để lấy le với mấy tên kia. Hiểu rồi. Võ Hoàng gằn giọng, móc túi lấy thuốc ra châm thuốc hút. Cử chỉ ấy làm cho Thiên Lý bật cười. Chúng hẹn nhau ở đâu? Việt Hùng hỏi. Ở nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức. Bao giờ? Trưa nay, đúng 12 giờ. Em đi một mình hay chúng xuống rước? Có người tới chở em đi, 10 phút nữa hắn sẽ tới. Em sợ quá, không biết có nên đi hay không. Sao không? Cứ bình tĩnh, đừng để lộ một chi tiết nhỏ nào cho chúng biết. Nếu lộ, chúng sẽ thịt Thiên Lý đấy. Các anh không bảo với em sao? Không, để cho nữ tướng một mình vào hang cọp. Việt Hùng cười. Vậy em sẽ không đi đâu, các anh làm sao thì làm. Em không ngơ cái mặt của thằng Thái Gian em một chút nào. Em phải đi,
anh và Việt Hùng sẽ bám theo và em sẽ không phải lo gì cả. Được chưa, nữ ký giả? Việt Hùng mỉm cười và đứng lên. Như vậy thì được, Thiên Hí cười đưa Võ Hoàng và Việt Hùng ra cửa. Trong lúc Việt Hùng ra ngoài xe chờ, Thiên Hí cố giữ Võ Hoàng đứng lại nói chuyện với anh. Cô háy mắt. Anh không thích em ngồi bên cạnh Thái Sa Lêm hả? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Việc đó là ở Thiên Lý mà. Thiên Lý nhõng nhẽo. Nhưng anh phải theo sát em nhen, đừng để em vào chuỗi một mình. Em không có một mình đâu. Thiên Lý hiểu câu nói này của Võ Hoàng mang hai ý nghĩa và cô thầm sung sướng vì nghĩ rằng Võ Hoàng đã ghen mình với Thái Sa Lêm. Lúc quay vào nhà ngồi trước bàn trang điểm trải lại mái tóc óng mượt, Thiên Lý thích thú ca bài Triệu Bông Hồng bằng một giọng ngọt ngào êm ái chưa từng có. Chúng ta sẽ về phòng ngay để thảo kế hoạch bắt Thái Sa Lêm tại Gò Dưa. Võ Hoàng vừa ngồi lên xe, Việt Hùng vội nói. Ý kiến tôi là nên lấy thêm trinh sát. Đồng ý, chúng ta sẽ bảo Thảo và Vinh cùng đi. Lần này tên Thái Sa Lêm quỷ bắt đó, đừng có mong thoát khỏi tay tôi. Việt Hùng phì cười trước câu nói của Võ Hoàng. Anh nhấn ga, chiếc Datsun 1000 trồm tới và lao nhanh trên đường. Việt Hùng lái xe rất bay bướm khi gặp khoảng đường vắng. Và cũng chính nhờ vậy mà mấy lần anh thoát chết khi truy bắt bọn tội phạm bị bọn chúng bắn lén từ phía sau. Buổi trưa nắng chói chang, nghĩa trang Gò Dưa vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng người ta chỉ nghe được tiếng gà gáy vẳng lại từ song xóm xa. Tiếng gà cất lên tan loãng vào trong không gian, tạo thành một cảm giác thanh bình nơi thôn dã. Gần như không có ai đi viếng mộ người thân vào giờ này, cho nên những ngôi mộ im lìm nằm phơi dưới nắng và tiếng ve kêu râm ran tạo một cảm giác hoang vắng ghê rợn. Bốn trinh sát đi từ bốn hướng khác nhau, chậm rãi len lỏi qua các ngôi mả để tiến về phía ngôi mả đá nằm gần cuối nghĩa trang. Ngôi mộ này chắc của một người giàu có, xây như một cái nhà mát, xung quanh trồng nhiều loại hoa và bóng một cây phượng già choàng lên ngôi mộ, tạo thành một nơi tách biệt, toàn bóng mát. Bốn trinh sát đã áp sát ngôi mộ, nhưng bọn Thái Sa Lêm vẫn chưa đủ mặt. Chúng đã đánh hơi biết chúng ta theo dõi rồi chăng? Võ Hoàng khẽ hỏi. Đảm bảo không, chúng cũng phải dày dặt tới riêng lẻ từng tên, chứ đâu dám đi cùng một lúc. Việt Hùng đáp. Chỉ mới có hai tên làm mặt gần ngôi mả đá, tên liên lạc đi với Thiên Lý phía bên kia, như vậy Thái Sa Lêm chưa thấy bóng và chúng còn những ai nữa. Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi. Tuy nhiên sự chờ đợi của các trinh sát không lâu. Từ ngoài cửa nghĩa trang, Thái Sa Lêm ngồi sau chiếc Honda 67 có một gã đàn ông chờ chạy thẳng vào. Chúng tới kia rồi. Cùng với câu nói của Vinh, Võ Hoàng, Việt Hùng và Thảo đều nhìn ra theo hướng tay chỉ của Vinh. Chiếc Honda 67 đỗ xịch lại trước ngôi mả đá. Anh Thái bắt chúng tôi chờ 10 phút rồi đấy nha. Một tên đang đứng bội nói sau cái bắt tay, Thái Sa Lêm phân bùa. Thông cảm, mình cũng phải cảnh giác cao chứ bạn. Cảnh giác ngay với chúng tôi. Tất nhiên, nghề của chúng ta chẳng ai tin ai cả. Vậy mà, anh lại tin nữ ký giả Thiên Lý, một người mà theo chúng tôi biết có nhiều quan hệ với công an. Ồ, chuyện này thì đảm bảo tôi biết dành hơn ông bạn nhiều. Thôi, chúng ta lên đây ngồi nói chuyện cho thoải mái. Cả người đẹp Thiên Lý nữa, tới đây cô bé. Gã đàn ông liên lạc với Thiên Lý cũng leo lên ngôi mả đá cổ. Thái Sa Lêm vừa bắt tay Thiên Lý vừa kéo bàn tay cô hôn như tây, rồi nói. Anh mừng quá, tưởng là em khinh ghét anh muôn đời, không ngờ khách giang hồ lại có ngày hội ngộ với cố nhân. Thái Sa Lêm bắt chước văn chương kiếm hiệp của Kim Dung, hắn nhái lại bằng một giọng rất kịch làm cả bọn phì cười. Thiên Lý vô cùng ngượng ngập trước sự kiện kỳ quái này, mấy gã đàn ông kia đều ngồi xuống nền gạch hoa lát trên phần mộ ngước mắt lên như những tín đồ ngưỡng vọng. Chờ đợi giáo chủ Thái Sa Lêm phán truyền những giáo lý thần bí nào đó. Thái Sa Lêm thì rạng rỡ ngồi chễm chệ trên bồn hoa trước tấm bia mộ lát đá mài. Giữa tấm bia lộng một tấm hình trẻ măng của một người quá cố, rất già, theo năm sinh và năm chết khắc bên dưới. Một tổ chức quái quỷ gì vậy? Thiên Lý vừa ngồi xuống bên cạnh Thái Sa Lêm, vừa ngẫm nghĩ bằng một cảm tưởng mơ hồ. Tiếng ve nối nhau thành một khúc nhạc trầm buồn rơi dài trên những cành phượng trổ hoa đỏ chói. Thiên Lý chợt nghe muốn khóc với sự xúc động chân thật của lòng mình. Ngồi bên cạnh Thái Sa Lêm mà cô ghét đắng, Thiên Lý càng nhớ tới Võ Hoàng với niềm thương yêu pha lẫn sự kính phục. Thiên Lý chợt hét lên sợ hãi, Thái Sa Lêm giật mình ôm lấy Thiên Lý, hỏi, cái gì mà em kêu lên khiếp đảm như vậy? Em bị kiến cắn. Trời ơi, vậy mà cứ tưởng chuyện gì? Thái Sa Lêm phì cười. Thiên Lý ngó quanh quất xung quanh như tìm kiếm bóng dáng của Võ Hoàng và Việt Hùng, nhưng khu nghĩa địa buổi trưa vẫn im lặng. Nắng chấp chới phía trước mặt nàng và rên rỉ một giọng ve kêu. Trong khi đó, Võ Hoàng cũng giật mình vì tiếng thét vừa rồi của Thiên Lý. Anh định tung người nhảy ra, đánh gục Thái Sa Lêm. Nhưng cái kéo tay kịp thời của Việt Hùng đã ghìm Võ Hoàng lại. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Lý.
Đầu tiên anh tưởng tượng ra tên Thái Gia Lem đã giở trò sàm sỡ với Thiên Lý. Cứ tưởng tượng như vậy thôi, anh cũng thấy căm tức Thái Gia Lem tột độ. Nhưng chừng nghe Thiên Lý nói em bị kiến cắn, Võ Hoàng vừa yên tâm vừa tức cười. Anh biết Thiên Lý dùng mẹo thế thôi, và sung sướng làm sao khi Võ Hoàng nghĩ lúc đó Thiên Lý đang nhớ tới anh. Mong anh sẽ tới kịp lúc để cứu cô, Võ Hoàng nói thầm. Thiên Lý, em đừng lo sợ. Anh và Việt Hùng đã có mặt bên cạnh em rồi. Bằng mọi giá, anh sẽ cứu em thoát khỏi tên Thái Gia Lem và còng tay hắn lại. Phe này thì hắn đừng hòng trốn thoát. Trên ngôi mộ cổ, Thái Gia Lem cười thích thú một chuyện gì đó và hắn dõng dạc tuyên bố. Buổi họp mặt lịch sử của các tổ chức bí mật cứu nguy dân tộc do tôi chủ tọa khai mạc. Việt Hùng đã cho tay vào bụng bấm nút mở cửa chiếc máy thu băng nhỏ xíu giấu trong áo để thu băng tiếng nói của Thái Gia Lem và buổi họp mặt lịch sử của hắn. Để cho Thái Gia Lem ba hoa trích chòe với đủ thứ giọng lưỡi lừa bịp trắng trợn một hồi. Và thế màn phân phát gia tài ngoạn mục diễn ra, Võ Hoàng đưa chiếc máy ảnh nhỏ xíu lên chụp cảnh Thái Gia Lem lấy vàng ăn cướp được từ trong chiếc túi vải nhung chia cho ba tên đầu sỏ ba nhóm phản động. Thái Gia Lem ngạo mạn nói, bữa nay tới dự cuộc họp mặt lịch sử này có nữ ký giả Thiên Lý, người yêu của tôi, đồng thời cũng là nhân chứng của lịch sử. Mai mốt đây cô sẽ có những bài báo nóng hổi giật gân gửi ra nước ngoài. Và sẽ có những bài điều tra phóng sự về những hoạt động phá rối chế độ cộng sản tại Sài Gòn của chúng ta trong những ngày tới đây. Chúng ta hãy hoan hô nghề đẹp nữ ký giả Thiên Lý. Thái Sa Lem vỗ tay trước, bọn đàn em vỗ tay theo. Khi tiếng vỗ tay lốp bốp nổi lên cũng là lúc Việt Hùng ra hiệu cho các trinh sát hành động. Bốn cái bóng vụt tới ngôi mả đá theo bốn góc. Thái Sa Lem và đồng bọn vừa móc súng ra đã bị trinh sát đá văng súng. Có một khẩu súng cướp cò phát nổ, bọn cướp phóng chạy và lợi dụng địa hình chúng vừa chạy vừa tìm cách đánh trả lại các trinh sát. Theo quyết định của Việt Hùng là không dùng súng khi chưa thật cần thiết, do đó bọn cướp đã kéo dài được thời gian. Tuy nhiên, các trinh sát đã đuổi theo chúng bén gót quanh các ngôi mả. Cuối cùng, sau một lúc quần thảo, ba tên đồng bọn của Thái Sa Lem bị đánh ngã. Chúng bị còng tay ngay tại chỗ. Việt Hùng đuổi theo Thái Sa Lem ra gần cổng Nghĩa Trang. Sau mấy tiếng hô buộc Thái Sa Lem dừng lại, hắn vẫn ngoan cố chạy trốn. Buộc lòng Việt Hùng phải dùng súng. Anh nhắm bắn vào cánh tay hắn. Sau một cái chúi người, Thái Sa Lem gượng dậy ôm lấy cánh tay bị thương, nhảy lên xe Honda của một tên đang đậu chờ ngoài cổng nghĩa địa tàu thoát. Việt Hùng bực bội quay trở lại, anh tức giận nói với Võ Hoàng. Tôi bắn hắn bị thương ở cánh tay, nhưng không ngờ có một tên đang chờ hắn ngoài cổng, tên này chờ hắn tàu thoát rồi. Cái thằng quỷ sứ. Võ Hoàng rùa Thái Sa Lem bằng một giọng tức giận không kém gì Việt Hùng. Nãy giờ Thiên Lý sợ quá, nấp kỹ sau ngôi mả đá, bây giờ cô mới nhảy ra, chạy tới ôm chầm lấy Võ Hoàng, khóc nấc lên. Trời ơi, anh có sao không? Em lo cho anh quá. Không sao đâu. Võ Hoàng ngượng ngập trước cử chỉ thân mật thái quá của Thiên Lý. Anh vội vàng gỡ tay Thiên Lý ra. Tên Thái Sa Lem đâu rồi? Các anh đã bắt hắn được chưa? Thiên Lý vừa chùi nước mắt vừa hỏi. Hắn lại trốn mất nữa rồi. Việt Hùng trả lời. Hắn mà thoát được lần này thì khó bắt được lắm. Tôi sẽ bắt hắn. Việt Hùng nói một câu quyết liệt và anh ra lệnh cho các trinh sát đi kiểm tra lại hiện trường. Ngoài ba tên đồng bọn của Thái Sa Lem bị bắt đang ngồi ủ rũ một góc, tên liên lạc đi với Thiên Lý đã chở Thái Sa Lem trốn thoát, không còn ai nữa. Nghĩa Trang vắng tanh. Việt Hùng kiểm soát quanh ngôi mả đá một lúc, anh tìm được khẩu Browning của Thái Sa Lem bị anh đá văng lúc nãy. Việt Hùng dắt khẩu súng vào trong thắt lưng và nói với Võ Hoàng: Chúng ta đưa mấy tên này về. Ngay chiều hôm đó, bộ phận khoa học hình sự sau khi xét nghiệm dấu tay trên khẩu súng Browning theo yêu cầu của Võ Hoàng đã xác định kẻ dùng khẩu súng này là Đoàn Bán Nên. Đoàn Bán Nên là ai? Sáng hôm sau, đích thân Việt Hùng đi điều tra, cơ quan chức năng quản lý vũ khí đã cho biết Đoàn Bán Nên là một sĩ quan bộ đội chuyển ngành sang công an. Đồng chí này đã bị chết trong một tai nạn dọc đường đi công tác Vũng Tàu. Khẩu súng anh sử dụng đã không tìm thấy. Một nghi vấn đặt ra, có phải Thái Sa Lem đã ngụy trang một tai nạn để giết đồng chí này từ bấy lâu nay chăng? Hai tuần sau, một cơ sở bí mật của Việt Hùng đã gọi điện thoại báo cho anh biết trong nghĩa trang Gò Dưa vừa có một ngôi mộ mới mọc lên, chôn gần cuối nghĩa địa, người chết tên là Đoàn Bán Nên, tự là Thái Sa Lem. Ngạc nhiên quá sức, Việt Hùng đoán có thể Thái Sa Lem sau khi bị thương đã chết rồi chăng? Anh thấy vô lý vì vết thương ở cánh tay không nghiêm trọng lắm. Trừ phi Thái Sa Lem không có người chữa trị để vết thương bị nhiễm trùng thì mới có thể nguy hiểm đến tính mạng. Để trả lời cho câu hỏi này, Việt Hùng lái xe đi Nghĩa Trang Gò Dưa để xác minh sự việc. Việt Hùng đến Nghĩa Trang Gò Dưa, đi tới cuối Nghĩa Trang thì thấy đúng là có một ngôi mộ mới. Vì mới chôn nên chưa có mộ bia. Chỉ có một tấm bảng nhỏ bằng gỗ đóng đinh, một cái cọc cao khoảng 7 tấc để tên người chết là Đoàn Bán Nên, tự Thái Sa Lem. Việt Hùng cẩn thận đọc không sót một chữ.
nơi ăn nghỉ ngàn thu của đoàn bán nên tự Thái Gia Lem, Hưởng Dương, 38 tuổi. Việt Hùng về báo cáo lại sự việc này lên ban giám đốc và xin bộ phận khoa học hình sự khai quật ngôi mộ lên, khám nghiệm tử thi. Ngôi mộ được quật lên trong chiếc hòm gỗ rẻ tiền, xác một người đàn ông khoảng 40 tuổi có vết thương ở cánh tay mặt đúng như Việt Hùng đã bắn vào cánh tay của Thái Gia Lem. Nhưng mặt mũi và bàn tay đã cháy đen nên việc xác định nhân dạng và dấu tay của người chết không tiến hành được. Ban giám đốc ra lệnh mở cuộc điều tra tiếp. Việt Hùng nói với Võ Hoàng. Ý kiến của anh thế nào? Tôi điên cái đầu. Tôi cũng điên cái đầu, nhưng chưa điên nặng vì thế nên tôi có nhận xét về sự việc này. Nhận xét của anh ra sao? Tôi nghĩ Thái Sa Lem giả chết để hồ sơ vụ án được xếp lại và như thế hắn dễ bể trốn thoát. Nhưng còn cái xác chết kia? Một thủ đoạn sơ đẳng thôi. Hắn thanh toán một đồng bọn nào đó mà hắn cho là phản bội hắn trong trận phục kích của chúng ta vừa qua. Nhất cử lưỡng tiện, vừa đánh lừa được cơ quan điều tra, vừa dứt được một hậu hoạn. Thái Sa Lem mà, việc gì hắn không dám làm đâu. Ừ, cũng có thể lắm. Võ Hoàng gật gù. Đại úy Việt Hùng với kinh nghiệm dày dạn đã có một nhận định hết sức sắc sảo về việc này. Bởi lẽ 10 ngày sau, một tên đồng bọn của Thái Sa Lem đã quá khiếp sợ sự trừng phạt nội bộ trong tổ chức của Thái Sa Lem, nên đã ra đầu thú với công an. Hắn khai tên là Huỳnh Văn Lộc và tên bị giết chôn ở nghĩa trang Gò Dưa chính là Trần Khương Anh, giao liên của Thái Sa Lem đã bị hắn nghi ngờ phản bội, báo cho công an biết được cuộc họp bí mật đó. Thái Sa Lem đã thanh toán Trần Khương Anh và cho tên này mang một cái tên dễ đem chôn. Việt Hùng lấy cung Huỳnh Văn Lộc. Tại sao anh ra đầu thú? Tôi sợ sẽ bị Thái Sa Lem thanh toán như đã thanh toán Trần Khương Anh. Tại sao anh nghi ngờ Thái Sa Lem đã hành động như vậy? Bởi vì sau khi trốn thoát ở nghĩa trang Gò Dưa, Thái Sa Lem như con thú điên cuồng. Hắn nghi ngờ tất cả mọi người, hắn còn đòi sẽ thanh toán nữ ký giả Thiên Lý. Anh biết Thái Sa Lem hiện giờ trốn ở đâu không? Tôi không biết chính xác lắm, nhưng có thể Thái Sa Lem sẽ thay hình đổi dạng để công an không tìm ra. Và trong những ngày qua, tôi thấy hắn tìm học thuộc một quyển kinh dày cộp. Tôi nghĩ hắn sẽ giả dạng làm ông sư tu ở một ngôi chùa hẻo lánh nào đó. Tên Huỳnh Văn Lộc được đưa về trại giam và được canh chừng cẩn thận. Công việc truy tìm tung tích Thái Sa Lem được khẩn trương tiến hành. Các trinh sát tung ra đi tìm Thái Sa Lem ở khắp các ngôi chùa trong thành phố và biệt ngoại ô. Sáng nay, Việt Hùng báo với Võ Hoàng. Tôi đi Thanh Đa để thăm Thủy Tiên. Lâu quá không ghé thăm cô ấy. Anh có cần người theo hỗ trợ tinh thần không? Võ Hoàng nhìn bạn đùa. Không. Tôi có thể một mình chiến đấu được mà. Vậy thì chúc anh thành công. Võ Hoàng cười, bắt tay bạn. Việt Hùng đi nhanh ra chỗ để xe. Anh lái chiếc xe Datsun chạy một vòng phố và ghé một cửa hàng bán hoa trên đại lộ Nguyễn Huệ. Mua một chục bông cẩm chướng, một loại hoa mà Thủy Tiên ưa thích. Anh nhờ người bán hoa gói giấy rất đẹp và mang tới tặng Thủy Tiên. Dì Hai thấy Việt Hùng ngừng xe trong sân đã kêu lên. Trời ơi, cậu Việt Hùng, xa lâu quá không thấy cậu tới chơi. Thì hôm nay cháu tới đây này. Chà, có một bó hoa tuyệt đẹp, chắc cậu tặng cho cô Thủy Tiên phải không? Đúng vậy. Chắc là cô Thủy Tiên vui mừng lắm. Sáng nay cô ấy vừa mới nhắc cậu đây. Việt Hùng đi nhanh về phía phòng Thủy Tiên. Anh thấy Thủy Tiên đang nằm trên ghế xích đu đọc sách. Việt Hùng lên tiếng. Sáng nay em không đi đâu chơi à? Em định đi về nhà thăm mẹ em, nhưng có cảm tưởng là hôm nay anh sẽ tới nên nán ở lại đợi. Hóa ra em có giác quan thứ 6 tiệt đó. Tặng Thủy Tiên một chục bông cẩm chướng màu hồng phấn đây, loại hoa mà Thủy Tiên yêu thích nhất. Ồ, tuyệt quá. Nhưng sao tới một chục bông lận? Mỗi bông tượng trưng cho một lời nói, 10 bông thành một bài thơ. Việt Hùng nhìn Thủy Tiên cười. Bài thơ ấy nói gì vậy anh Việt Hùng? Thủy Tiên hay mắt hỏi. Tôi cũng chưa biết. Thủy Tiên cười giòn giã. Bài thơ gì mà bí mật có vậy? Thôi, em đi cắm hoa đây. Bà Việt Hùng ngồi lại, Thủy Tiên chạy đi tìm cái bình cắm hoa và sau một lúc tần mần cô đã mang tới bàn đặt trước mặt Việt Hùng một bình hoa thật đẹp. Việt Hùng khen. Thủy Tiên cắm hoa tuyệt đẹp. Ngày xưa em có đi học một lớp cắm hoa mà anh. Sáng nay anh tới thăm Thủy Tiên và nhân tiện có một việc cần nhờ Thủy Tiên giúp anh được không? Sao lại không được, nhưng việc gì vậy anh Việt Hùng? Liên quan tới Thái Sa Lem. Bộ anh không còn chuyện gì nói ra mà đem chuyện Thái Sa Lem ra nói với em. Trên đời này em không thù ai bằng tên khốn nạn đó. Thủy Tiên giận dỗi đứng lên, cô đi ra khỏi phòng, Việt Hùng hoảng quá cũng vội đứng lên theo. Thủy Tiên đi thẳng ra bờ sông, cô nhặt mấy hòn sỏi ném bừa ra mặt sông, gương mặt trở nên u buồn tư lự. Việt Hùng đi tới bên cạnh nói. Không ai muốn nhắc đến tên Thái Sa Lem cả, nhưng không làm khác được vì tên Thái Sa Lem vẫn chưa bị bắt. Hắn còn ở ngoài đời để gây rối và buộc chúng ta phải nghĩ về hắn. Em chỉ có hai cách, hoặc là quên thẳng Thái Sa Lem hoặc là giết hắn. Chúng tôi vừa được tin hắn giả dạng là một nhà sư và sẽ đi tu ở một ngôi chùa nào đó để trốn chúng tôi một thời gian. Ngoài ngôi chùa Minh Tâm mà có một lúc hắn thường lui tới Miệt Long Khánh, Thủy Tiên còn nhớ hắn có lui tới một ngôi chùa nào khác nữa không? Em rất sợ khi nói đến một ngôi chùa, bây giờ em đi tu hết được nữa rồi. Nếu cô Diệu Liên đã hoàn tục và cái tên ấy đã chìm vào dĩ vãng.
Chúng tôi không bắt Thủy Tiên đi tu đâu, mà nhờ Thủy Tiên tìm Thái Sa Lem, và chỉ có Thủy Tiên mới tìm gặp được hắn mà thôi. Thủy Tiên lại ném thêm vài hòn sỏi nữa trên mặt nước, những hòn sỏi rơi mất tăm trong những cơn sóng đang đánh vào bờ đất. Nhìn những khóm lục bình trôi lênh đênh, Thủy Tiên trầm ngâm một lúc lâu, cô khẽ thở dài. Anh đã cứu em thoát chết, đã giúp đỡ em tận tình, em mang ơn anh rất nhiều, bây giờ em phải nghe theo lời yêu cầu của anh thôi. Chỉ sợ khi gặp Thái Sa Lem, em không dằn được cơn tức giận, lúc đó em sẽ tìm cách giết hắn, và em trở thành một kẻ giết người, anh lại cho truy nã em. Thủy Tiên nói một giọng điệu nhẹ nhàng êm ái, nhưng Việt Hùng nghe lạnh xương sống. Được rồi, em sẽ tìm Thái Sa Lem cho anh, sau đó Thủy Tiên và Việt Hùng dứt nợ, phải không? Thủy Tiên vừa nhìn Việt Hùng vừa cười. Những người có nợ với nhau khó mà dứt được nợ lắm. Chưa chắc. Thôi, anh về đi, em hứa sẽ tìm gặp Thái Sa Lem, anh nói đúng, chỉ có Thủy Tiên mới biết chỗ ở của Thái Sa Lem thôi. Bây giờ anh về, em muốn được ngồi bên bờ sông này một mình để suy nghĩ, em buồn quá. Bộ em tính tự tử một lần nữa sao? Việt Hùng cười trêu Thủy Tiên, nhưng cô đã trả lời, không, em không tự tử đâu. Nhưng cùng với câu trả lời, Việt Hùng nhìn thấy hai giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má Thủy Tiên. Việt Hùng bối rối quá, anh luống cuống không biết làm thế nào trước sự thay đổi đột ngột của Thủy Tiên. Anh đi về đi, Thủy Tiên nức nở nói. Việt Hùng không biết nói gì hơn là buông một tiếng thở dài, anh lặng lẽ quay đi. Đền thờ Đức Thánh Trần ở quận 4 vào một ngày lễ thường kỳ, đông nghẹt khách tới viếng. Đây không phải là một tôn giáo, nhưng người ta rất sùng bái và thành lập một cái hội gọi là Hội Đức Thánh Trần. Những người có chức sắc trong Hội Thánh Trần đều mặc khăn đống áo dài màu xanh, vào ngày lễ chiêng trống đánh rền vang cả một khu phố, nhang đèn thắp sáng trưng và mùi khói nhang bay tỏa khắp xóm. Người ta tới đây vái lại Đức Thánh Trần để xin xăm. Chắc Đức Thánh Trần không thể nào biết được rằng công đức của mình và cả uy danh lừng lẫy chống giặc ngoại xâm được những người mê tín đời sau lợi dụng dựng thành một câu chuyện huyền bí và ngày hóa thân trong những lá xăm kia để mách bảo cho con cháu hậu thế, đánh số đuôi, số đề, mách bảo chồng có vợ bé, người mất đồ đi tìm kẻ gian. Vậy mà cũng có rất đông người mê tín kéo tới lễ bái, nhang đèn chiêng trống đánh dầm trời, tăng thêm sự náo loạn của một khu vực vốn có nhiều phức tạp an ninh trật tự. Thủy Tiên không còn lạ gì đền thờ Đức Thánh Trần, bởi mấy lần Thái Sa Lem đưa cô tới đây để cầu phước, anh ta cũng quen thân với một vài vị chức sắc trong hội thánh, và địa bàn phức tạp này rất thuận lợi cho Thái Sa Lem mẩn thân. Thủy Tiên xuống xích lô từ ngã tư và đi bộ. Từ ngoài ngõ, Thủy Tiên đã gặp những người đi viếng Đức Thánh Trần ra vào tấp nập, và tiếng chiêng trống nện thình thịch chát chúa. Thủy Tiên xách theo một mớ nhang đèn và trái cây, cô đi vừa lẫn vào đám đông, vào đền. Thủy Tiên ngó quanh quất trong đám đông tìm kiếm. Giữa lúc cô tuyệt vọng định quay ra, thì bất ngờ thấy Thái Sa Lem trong lớp áo dài màu lam bước ra từ một căn phòng cùng với một người ngoại quốc. Hắn đang thào thào nói chuyện và người ngoại quốc lạc loài nơi khói hương này, chắc cũng là một tên Seiya dưới lớp vỏ bọc nào đó tới tiếp xúc với Thái Sa Lem. Thủy Tiên biết chắc anh ta không trông thấy cô, và Thủy Tiên xếp hàng phía sau một bà cụ mặc áo dài đen chờ bước vào chiếc chiếu cặp điều để quỳ lại Đức Thánh Trần. Sau khi viếng Đức Thánh Trần xong, Thủy Tiên quay ra, vừa vặn Thái Sa Lem tiễn chân người khách nước ngoài của anh ta trở vào. Hai người gặp nhau ngay cửa thánh. Thái Sa Lem ngỡ ngàng nhìn sững Thủy Tiên. Anh ta kêu lên, trời ơi, Thủy Tiên! Kìa anh Thái! Không, đừng gọi bằng cái tên dị vãng đó. Thái Sa Lem vội khoát tay đưa lịa. Bây giờ anh có tên khác rồi, anh sẽ đi tu. Pháp danh của anh là Tuệ Thủy, cũng là để tưởng nhớ tới tên Thủy Tiên của em đó. Đúng là một tên buôn thần thánh, hắn nói chân tru như lưỡi có thon mỡ mà, không biết ngược. Thủy Tiên căm thủ Thái Sa Lem tận xương tận tủy nhưng cũng giả bộ ngây thơ. Trời ơi anh mà tu gì? Đừng nói đùa giỡn trốn trang nghiêm thế này em. Anh đi tu được bao lâu rồi? Độ nửa tháng nay. Anh mà đi tu chắc Phật. Hắn cướp lời Thủy Tiên. Đã bảo em đừng nói đùa mà, phải nghiêm túc. Em biết anh giả bộ. Sao em biết? Thủy Tiên cười không trả lời. Em tới đây làm gì? Để vâng Đức Thánh Trần và xin vô hội thánh. Thủy Tiên ngó Thái Sa Lem cười, trêu hắn ta. Thôi, đừng đùa nữa, anh cũng có chuyện muốn gặp em, nhưng không biết em ở đâu mà tìm. Thì bây giờ em đến đây, có gì anh nói đi. Anh vừa nhận được hiệu lệnh của cấp trên, sắp tới đây sẽ đánh lớn, đánh tới tới, làm cho Sài Gòn Chợ Lớn không lúc nào được yên ổn, phá rối trật tự an ninh, phá rối kinh tế làm cho dân chúng hoang mang. Để rồi anh bị công an truy nã, vây bắt và chạy trốn như một con sói bị săn đuổi chứ gì. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, rồi đây anh sẽ có thực lực, có uy tín, anh sẽ mời em vào tổ chức. Anh định cho em làm tới chức gì vậy? Thôi, chuyện đó còn dài, hôm nay nói ở đây không tiện, anh sẽ hẹn em một chỗ khác, chúng ta sẽ tự do nói chuyện và tự do tâm sự. Thái Sa Lem cười ý nhị với câu nói nhiều ý nghĩa của mình. Thủy Tiên giả bộ ngẫm nghĩ rồi nói, anh định gặp em ở đâu?
Ở thành phố này thì không được nữa rồi. Anh hẹn em ở ngôi chùa trên núi ngoài biển Vũng Tàu, nơi em đã từng là Nico Diệu Liên. Thái Salem cười giòn. Tùy Tiên ngạc nhiên quá sức, cô không hiểu làm sao Thái Salem đã biết chuyện này. Thái Salem khoái trá cười. Em lấy làm lạ lắm sao? Cho em hay, trên đời này chuyện gì xảy ra, Thái Salem cũng đều biết hết. Làm sao mà em qua mặt được Thái Salem? Nhưng có một chuyện mà anh sẽ không biết. Tùy Tiên gằn giọng. Chuyện gì? Em sẽ giết anh. Thái Salem bật cười lớn, nhưng anh kịp ghìm tiếng cười của mình lại. Anh ta nắm tay Tùy Tiên cợt nhả. Rồi đây, em sẽ biết ai giết ai khi chúng ta tái ngộ ở trên xứ biển Vũng Tàu đầy thơ mộng. Sáng ngày mai ta đi em nhé. Thái Salem nói tiếp. Hẹn nhau ở bãi biển Vũng Tàu đúng 9 giờ. Sau đó anh và em lên chùa bàn công việc, nhớ chứ? Tùy Tiên lặng lẽ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, vào lúc 7 giờ 30, chiếc xe đỏ chở Thái Salem khi đi qua Long Thành, bị hai anh công an mặc sắc phục chậm lại xét. Điều đặc biệt, khách trên xe không ai bị xét mà chỉ có các đàn ông ngồi ở chiếc ghế thứ ba bên trái hàng cuối cùng bị mời xuống. Thái Salem kinh ngạc há hốc mồm khi nhận ra hai anh cảnh sát giao thông này rất quen mặt. Một người tên là Võ Hoàng, người kia tên là Việt Hùng. Thái Salem chưa hết ngỡ ngàng thì Võ Hoàng đã móc cặp còng số 8 ra, móc vào tay hắn. Thái Salem cúi mặt, Võ Hoàng xét trong người hắn, bắt gặp một bức mật thư viết bằng mực hóa học của một người Mỹ tên là Hilton, gửi cho Thái Salem qua một người Mỹ khác mang quốc tịch Thụy Điển. Tên này là nhân viên CIA vừa tới thành phố dưới vỏ của một doanh thương. Chính người này đã tới đền thờ Đức Thánh Trần ở quận 1 gặp Thái Salem và đưa cho hắn bức thư kia. Xét trong người Thái Salem, Võ Hoàng còn tìm thấy một chiếc bóp da nhiều ngăn, ngoài tiền bạc và giấy tờ với nhiều tên giả khác nhau, còn có một chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Thái Salem hết đường chạy tội, hắn được đưa thẳng về trại giam của thành phố. Bị đoàn chỉ cho Thái Salem trước ghế trước mặt và yêu cầu hắn ngồi xuống. Trước bàn bên tay trái Việt Hùng, một người cũng chẳng xa lạ gì với Thái Salem, đó là Võ Hoàng. Cuộc hỏi cung bắt đầu. Thái Salem, bây giờ anh nghĩ gì khi gặp lại chúng tôi? Việt Hoàng ngó thẳng vào mặt Thái Salem. Tôi nghĩ là tôi đã xa lưới của các ông. Xa lưới theo nghĩa nào? Cả hai nghĩa. Kể ra anh cũng khá thành thật đấy. Võ Hoàng nói. Anh có thể hút thuốc tự nhiên. Việt Hùng nói với Thái Salem. Cảm ơn ông. Thái Salem rút thuốc Salem ra gắn trên môi. Cũng kiểu ngậm thuốc chếch bên khóe môi, ngạo mạn. Anh ta châm thuốc bằng quẹt diêm, sau đó bẻ gãy làm đôi, ném xuống đất. Hắn thong thả nhả khói thành những vòng tròn. Anh có nhận đã giết chết bà Kim Ngân để cướp vàng không? Tôi không giết bà Kim Ngân, mà là đàn em của tôi giết. Nhưng anh đã tổ chức vụ cướp này, Việt Hùng gằn giọng. Tôi xác nhận điều đó. Anh đã giết bà Kim Liên, vợ của ông Đặng Trần Thường ở chợ lớn để cướp vàng. Bạo gan hơn anh đã giả mạo tên tôi để làm cái chuyện đáng nguyền rủa ấy. Tôi đã trả thù ông. Chuyện đấy chẳng có gì lạ. Anh đã tổ chức một vụ cướp tương tự ở Vĩnh Long. Đúng, chẳng có gì tôi phải chối. Còn vụ cướp ở hãng BGI, đàn em tôi cướp, tôi chỉ đạo từ xa. Nhưng còn một chuyện khác mà công chưa biết. Chuyện anh đã chặt đứt bàn tay của Lệ Hải cướp cho nhẫn hột xoàn 11 ly để tặng cho cô Thủy Tiên chứ gì? Chuyện đó cũng không quan trọng, mặc dù sau vụ đó tôi có ân hận đôi chút. Điều tôi muốn nói với các ông là tôi không phải là một tên cướp tầm thường. Tôi là một chính khách, một người hoạt động chính trị. Đúng hơn, tôi là một người tình báo. Các ông đừng hạ thấp uy tín của tôi bằng những vụ cướp nhỏ nhặt để quy cho tôi tội hình sự. Tốt lắm. Vậy chúng tôi muốn biết nhà tình báo của CIA, anh đã làm gì? Việt Hùng mai mỉa, tôi là người thực hiện kế hoạch hậu chiến ở Việt Nam do Mỹ vạch ra. Một nhân vật quan trọng. Tới phiên Vũ Hoàng mai mỉa hắn. Tùy các ông muốn hiểu sao thì hiểu. Cho anh biết. Hai cái hầm anh chôn vũ khí ở nhà bè, chúng tôi tìm thấy một hầm có vũ khí, không hơn 10 cái súng lỗi thời. Còn cái hầm kia trống rỗng, chắc là người ta thiếu súng để giao cho anh, nên người ta nợ lại chứ gì. Không phải chỉ có bao nhiêu đó đâu, chúng tôi còn nhiều hầm khác nữa. Chúng tôi mong sẽ khá hơn hai cái hầm vừa rồi. Chúng tôi có trong tay 3 nhóm hoạt động, mỗi nhóm có cả 100 người. Kế hoạch của chúng tôi tới đây sẽ đặt chất nổ, phá tan chợ Bến Thành như đất từng phá hồ con rùa. Việt Hùng cười thầm. Thái Salem đã cường điệu hóa vai trò của hắn chăng? Có thể anh ta là một gã khờ, ngây thơ, không tưởng về chính trị. Hoặc cũng có thể anh ta là một con cáo già, giả mồ sa mưa lắm chứ. Tội ác của hắn đã rành rành và hắn cũng không hề chối cãi điều đó. Nhưng tại sao Thái Salem lại dễ dàng khai một loạt những chuyện động trời như vậy? Đằng sau những cái cường điệu ấy là cái gì? Vụ án đã tới hồi kết thúc. Nhưng trước khi xếp hồ sơ của Thái Salem lại, chắc chắn ban giám đốc sẽ đòi hỏi Việt Hùng và Võ Hoàng phải có nhận xét chính xác về Thái Salem. Kết luận về con người này như thế nào? Việt Hùng đưa mắt cho Võ Hoàng. Có lẽ Võ Hoàng cũng cùng một tâm trạng như Việt Hùng. Thái Salem, chúng tôi làm việc với anh buổi sáng hôm nay đã tạm đủ, cho phép anh trở về trại giam. Quyết định đột ngột của Việt Hùng làm Thái Salem hoang mang. Hắn không hiểu Việt Hùng muốn gì. Việt Hùng và Võ Hoàng nhận thấy sự bối rối hoang mang hiện rõ trên gương mặt của hắn. Thái Salem định muốn nói thêm gì đó, nhưng Việt Hùng đã thu xếp hồ sơ đứng lên, bắt buộc Thái Salem phải đứng lên theo. Ván lồi thổi ra khỏi phòng. Theo sau Thái Salem là Võ Hoàng.
Coi chừng đấy nhá, đừng sơ sẩy hắn sổng chuồng thì ê mặt lắm đấy. Anh Yên Chí, lần này mà chạy trốn, hắn sẽ bị tôi bắn què cẳng ngay. Tới trước cửa phòng giam, Thái Salem bỗng dừng lại nói với anh cảnh sát gác trại. Dạ, cán bộ cho tôi mượn hộp quẹt, thèm thuốc quá. Đây, hút mau rồi vào chạy. Anh cảnh sát nhòi người ra khỏi buồng gác đưa cho Thái Salem cái hộp quẹt. Kaka hờ hững gác lên trên bệ cửa. Nhanh như chớp, Thái Salem chụp luôn khẩu súng, bắn phóng một cái qua lớp rào kẽm gai và lên đạn. Anh cảnh sát ú ớ mất hết phản ứng, Võ Hoàng lạnh tóc gáy. Anh rút khẩu K-29 lên đạn vừa lúc Thái Salem bật nòng khẩu AK về phía anh. Võ Hoàng bóp cò. Hai tiếng nổ gần như cùng một lúc, Thái Salem ngã vật ra sau, cây AK rơi xuống đất. Trong lúc đó, Võ Hoàng cũng buông rơi khẩu K-59 của anh và ôm lấy mạn sườn. Võ Hoàng đã bị thương. Anh rên lên mấy tiếng rồi ngã vào vòng tay của anh cảnh sát bảo vệ, còn Thái Salem thì nằm bất động, nửa người vắt lên hàng rào kẽm gạch. Nghe tiếng nổ, Việt Hùng biết có chuyện chẳng lành, đành lật đật chạy xuống. Cái gì thế? Anh Võ Hoàng bị thương, ngất rồi. Còn thằng Thái Salem, nằm kia. Nhưng Việt Hùng không cần nhìn Thái Salem, anh vội lật Võ Hoàng lên và cùng với anh cảnh sát bảo vệ đưa Võ Hoàng ra xe. Chiếc Datsun 1000 lao vụt ra cổng trại giam chạy về hướng bệnh viện Chợ Rẫy. Võ Hoàng mở mắt ra, sau hơn 12 giờ nằm mê man trong phòng hồi sức, anh đã được bác sĩ Ngô Vĩnh Xuân và ekip mổ của ông tận tình cứu chữa. Sau một cuộc giải phẫu, Võ Hoàng ngủ mê mệt trong cảm giác chơi vơi. Khi mở mắt ra, anh mới biết đau. Anh vừa khẽ rên thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán anh, mùi nước hoa quen thuộc làm anh nhớ lại. Sau một lúc định trí, anh mới biết bàn tay ấy của Thiên Lý. Ôi anh đã mê man làm em sợ quá. Thiên Lý lo lắng nói. Võ Hoàng đắng khô cả miệng. Anh thèm uống nước kinh khủng và có cảm tưởng nếu ai đưa cho anh một xô nước anh cũng uống hết ngay tức khắc. Nhưng anh không mở miệng nói được, anh khẽ động đậy môi. Anh cần gì? Thiên Lý cúi sát người xuống mặt Võ Hoàng. Trả lời Thiên Lý chỉ là những cái cử động môi yếu ớt. Thiên Lý gọi cô y tá lại. Anh ấy khát nước nhưng không uống nhiều được đâu. Một muỗng cà phê được chứ? Được, nhưng uống từ từ thấm môi thôi. Chủ yếu chị nhúng khăn ướt đắp và lau trán anh. Dạ, Thiên Lý làm theo lời dặn của cô y tá. Cô dùng muỗng cà phê cho Võ Hoàng uống từng chút nước và dùng khăn ướt lau trán anh. Võ Hoàng cảm thấy một cảm giác dễ chịu theo từng giọt nước ngọt lành ấy thấm vào đầu lưỡi. Anh rên khẽ khi trở mình và chìm dần vào giấc ngủ. Trong lúc Thiên Lý lấy chiếc khăn ướt thấm lên vầng trán nóng hổi của anh, thì Võ Hoàng rơi vào một cơn mê. Bỗng Võ Hoàng kêu lên, anh kêu lớn lắm, nhưng Thiên Lý chỉ nghe anh rên khẽ một tiếng rồi bàn tay Võ Hoàng bóp chặt bàn tay Thiên Lý. Cô hoàng hồn nhưng không rụt tay lại mà vẫn để nguyên. Một lúc sau Võ Hoàng bừng tỉnh, không hiểu sao anh mỉm cười. Thiên Lý không hiểu gì cả, nhưng nghĩ là Võ Hoàng mỉm cười với mình. Cô hỏi, vết thương lại đau lắm phải không? Lắc đầu, sao anh rên dữ vậy? Gật đầu, nghĩa là sao? Cô y tá ở ngoài bước vào, đi đến giường của Võ Hoàng nói, bác sĩ cho chuyển bệnh nhân về phòng. Như vậy đã nghe khỏe hẳn rồi hả cô? Khỏe, không cần phải nằm phòng hồi sức nữa. Một chiếc băng ca được đẩy lại, hai cô y tá và Thiên Lý xuống vào khiêng Võ Hoàng qua chiếc băng ca. Võ Hoàng được đưa lên phòng điều trị. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, thấy những khối vuông màu trắng chạy dài và mất hút. Một tuần lễ sau, vào một buổi chiều khoảng 4 giờ, trong khi Võ Hoàng ngồi dựa người vào một chồng gối chất cao, đầu ngả dựa vào tường được Thiên Lý đút cho những múi cam ngọt như đường, thì ngoài cửa phòng tiến vào một đoàn người. Đi đầu là bác sĩ Ngô Vĩnh Xuân, rồi Trung tá Lê Vân, Việt Hùng, Thủy Tiên và bà Lệ Hải. Trung tá Lê Vân bắt tay Võ Hoàng cười. Chúng mày bắn cừ lắm, nếu không thì với khẩu AK và nguyên một băng đạn, nó ria không một mống. Thái Salem đã lên cơn điên loạn rồi. Những người như thế rất liều lĩnh và nguy hiểm, bác sĩ Xuân nói. Rất may, rất là may. Trung tá Lê Vân gật gù nhấn mạnh câu nói của mình gần như là một tiếng khen. Hôm nay anh ấy đỡ nhiều rồi, có thể nói chuyện thoải mái. Bác sĩ Xuân vừa xem mạch cho Võ Hoàng cười nói. Như vậy là hết chết rồi, phải không bạn thân mến? Bê Đông vừa cầm tay Võ Hoàng vừa nói. Chết làm sao được, đời đáng yêu quá mà. Đúng là đáng yêu thật. Trung tá Lê Vân vừa nói vừa hái mắt nhìn Thiên Lý. Phải không nữ ký giả? Thiên Lý ngượng quá, cô đỏ mặt chống chế. Có lẽ anh Việt Hùng mới trả lời câu hỏi này chính xác hơn, thưa Trung tá. Thiên Lý bán cái rất đẹp. Không biết người khác như thế nào, chứ tôi cũng muốn nằm bệnh viện như Võ Hoàng. Có hai lý do, một là được người đẹp chăm sóc chu đáo, hai là được bác sĩ Xuân chữa trị tận tình. Bà Lê Hải vẫn giấu bàn tay cụt của mình trong túi quần tây nãy giờ đứng im lặng cạnh Thủy Tiên, bây giờ bà mới lên tiếng. Tôi không khoái bệnh viện chút nào, phải nói là tôi rất sợ nơi là khác. Còn tôi, dù sợ nhưng cũng không làm sao dứt bỏ nơi này được. Không, bác sĩ phải ở đây chứ, nếu vắng bác sĩ thì bệnh nhân tìm đâu ra một bác sĩ tận tình như vậy được. Bà Lệ Hải cười. Bác sĩ Xuân tình ý, thấy Trung tá Lê Vân hình như có điều gì muốn nói riêng với Võ Hoàng,
nên đưa mắt ra hiệu. Tất cả mọi người tế nhị đi ra ngoài hành lang theo bác sĩ Xuân. Trong phòng bệnh, bên giường của Võ Hoàng chỉ còn lại Trung tá Lê Vân và Võ Hoàng. Trung tá Lê Vân nói, vụ án đã kết thúc, không phải vì Thái Sa Lem chết, mà vì chúng ta đã bắt hết những tên trong tổ chức phản động núp dưới nhiều chiêu bài khác nhau của Thái Sa Lem. Ban giám đốc đã nhận định Thái Sa Lem là một tên tay sai đắc lực của CIA, được Mỹ chấm và rèn luyện từ trước ngày giải phóng. Hắn có lệnh rút chạy khỏi nước Việt Nam trước và trong những ngày giải phóng Sài Gòn, nhưng vào giờ chót hắn được lệnh ở lại để thực hiện kế hoạch hậu chiến của Mỹ. Tuy nhiều lúc Thái Sa Lem cường điệu vai trò của hắn, nhưng một số sự việc đã được các đầu mối xác nhận. Thái Sa Lem được CIA tin tưởng vì những hoạt động tích cực của hắn. Thật ra hắn có phải là người mắc bệnh tâm thần không, thưa Trung tá? Cũng như một số tên phản động phá hoại làm tình báo cho giặc. Trong ảo tưởng của chúng đã chứa đựng một khát vọng bản năng, chúng sống giữa hai thế giới hư và thực. Đó là hình thành một trạng thái quá khích. Nếu có cơ hội, trạng thái này bùng nổ và tạo nên những cơn kích động tâm thần. Thái Sa Lem là một, và những tên trước đây ta bắt được là một vài bằng chứng. Xét cho cùng, chúng vừa ngây thơ vừa nguy hiểm trong sự ngây thơ đó, và chúng ta phải có cái nhìn thấu suốt hiện tượng tâm lý này để kết luận từng đối tượng. Như vậy lệnh truy nã là một mẻ lưới giăng ra đón cá chứ không phải là một tờ giấy truy tìm tội phạm bình thường phải không chúng ta? Khá lắm. Chúng ta Lê Vân thân mật vỗ vai Võ Hoàng. Nhưng hôm nay tôi mới đi thăm chú mày, chứ đâu có bàn chuyện công tác. Coi như cho mày nghỉ phép có lý do chính đáng. Hãy yên tâm mà nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau những ngày tháng căng thẳng. Rất mừng thấy chú mày khỏe nhiều, trắng da và nhất là đẹp trai thêm chút xíu. Chúng ta Lê Vân mỉm cười, Việt Hùng cũng ngó Võ Hoàng tủm tỉm. Anh cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng trước đồng chí lãnh đạo trực tiếp và một người bạn cộng sự rất chân tình là Việt Hùng. Từ hành lang, Thủy Tiên và Thiên Lý nắm tay nhau đi vào. Không hiểu sao, Võ Hoàng nhìn Thủy Tiên và Việt Hùng, anh mỉm cười, anh nhắm mắt lại và nói thầm. Cuộc đời quả thật đáng yêu lắm chứ. Và Võ Hoàng như thiếp vào giấc ngủ, nụ cười còn để lại trên đôi môi khô héo của anh một nét vui tươi, hồn hậu. Hết. Tác giả Huỳnh Bá Thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Lệnh Truy Nã của tác giả Huỳnh Bá Thành. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.